lăng Luxury iPhone 13 đúc nguyên bàn khối cho chiếc iPhone. Đây bây giờ em so sánh 12 Pro Max, 13 Pro Max, toàn bộ thân vỏ sườn máy, tất cả nút bấm, tất cả chi tiết vàng nguyên khối. Vâng, xin chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Hôm nay Kỳ Lăng sẽ làm một clip khác với những chủ đề mà đã từng làm hàng ngày. Chủ đề này rất đặc biệt và rất hot nóng hổi. Chắc hẳn em vừa cầm tay lên thì các bác đã biết được em review về chủ đề ngày hôm nay là cái gì đúng không ạ? Vâng, quá quen thuộc, cực kỳ quen thuộc luôn. Chắc hẳn là ai mọi người ai cũng biết đây là cái gì đúng không ạ? iPhone. Nhưng mà hôm nay thì iPhone thì có thể khi vô tình xem clip thì biết iPhone là bình thường. Nhưng thời điểm này chính là iPhone mới nhất, iPhone 13. Nguyên hộp chưa khui seal. Bây giờ em sẽ bóc seal và em sẽ so sánh với iPhone 12 Pro Max như nào. Đây là chiếc iPhone 13 Pro Max và sẽ so sánh với 12 Pro Max. Và sau khi so sánh giữa iPhone 12 và 13 Pro Max rồi thì em sẽ giới thiệu một dịch vụ đặc biệt mà chỉ có cái tại Kỳ Lăng Luxury thôi. Đó chính là dịch vụ đúc nguyên vàng khối cho chiếc iPhone. Trước giờ Vertu thì chuyên bằng khối là chuyện bình thường rồi, hay là đồng hồ bằng khối là bình thường rồi. Hôm nay là chúng ta chơi iPhone, thì muốn biết cái Vertu ra sao á thì đây em giới thiệu luôn. Đây là một cái Vertu nguyên con bằng khối hết, tất cả bằng khối hết, bằng nguyên khối AU750. Thì chiếc iPhone bình thường của chúng ta cũng là bằng vỏ của hãng thôi, thì Kỳ Lăng sẽ làm một dịch vụ là đúc nguyên vỏ bằng khối, không mạ vàng nha. Đẳng cấp là phải vàng nguyên khối AU750 18K. Đừng cho mà sản phẩm, đừng cho mà sẽ bay màu đó. Rồi, khui seal. Mà khui seal có thể rất nhiều clip, người ta làm clip tập hợp khui review về iPhone mới nhất, nhưng clip này rất đặc biệt thú vị, các bác phải xem. Đó chính là so sánh giữa iPhone 12 Pro Max và 13 Pro Max kèm điện thoại Vertu 1.6 tỷ, chiếc Vertu 1.6 tỷ, toàn bộ thân vỏ được bằng khối, và em sẽ giới thiệu dịch vụ đúc bằng khối đính kim cương cho điện thoại iPhone mới nhất, tất cả iPhone luôn. Em khui siêu nha. Đây mình dùng bên trước luôn. Đây, mũi tên, nó có mũi tên này nha quý khách ơi. Wow, đây là một chiếc iPhone màu gì ạ? À? Trên mặt lưng có hộp đã có màu rồi, nó là màu xanh gì? Wow. Ui, đó hết hồn á, mới rung cầm tay rung. Wow, trong hộp nó chỉ có một cái tai nghe thôi, cái củ sạc thì mình tự túc hoặc là mình dùng của những cái củ sạc của iPhone 12, 12 Pro Max, 11. Hay là cũng sách của nó có cái cây chọc sim, cái này nằm trong đây. Thì mình cũng không bận tâm lắm cái này ha. Cộng dây cáp của nó thì như thế này. Rồi em sẽ lột cái siêu phía trước ra này. Wow, quá quý vị ơi. Rồi em đặt xuống, em khui cái iPhone 12 Pro Max ra. Rồi bây giờ em so sánh trên tay, đây là cái 12 Pro Max, 13 Pro Max, thì quý khách xem sự khác biệt gì? Đầu tiên không cần nhìn cấu hình, không cần nhìn chi tiết gì hết, chỉ cần nhìn một điểm giùm em khác biệt gì đầu tiên nha. Đối với iPhone 12 Pro Max và 13 Pro Max, khi người ta cầm đã nghe như thế này thì quý khách chỉ cần nhìn vào con mắt camera giùm em. Con mắt camera của 13 Pro Max nó to hơn nha, đó, to rõ ràng luôn. Con mắt ngầu lắm, rất ngầu. Còn ngoài ra thì cái đèn flash của con 13 Pro Max nó cũng mờ hơn, đó, cái kiểu nhựa nó, cái kiểu mà kính nó mờ hơn, nó đục hơn, nhưng mà nó chụp rất sáng, đó là cái đặc biệt.
Rồi còn mặt phía trước thì easy, như là easy. Không có gì khác biệt. Và cơ chế tháo ra thì cũng easy thôi. Nhưng mà quý khách hãy để ý cái loa này, loa 13 độ mát á, nó sẽ có nằm mí cạnh ở trên cùng. Loa nằm sát cái mí cạnh của cái đường viền, cái sườn luôn. Còn loa của 10, 13, 12 độ mát á, thì loa nằm ở dưới ngay con mắt camera. Đây, mọi người nhìn thấy rõ mà. Đó. Loa 13 mát. Nó sẽ nằm trên cái mắt camera. Ok. Còn về cho kích thước thì như nhau, easy luôn. Rồi bây giờ chúng ta khởi động lên nha. Quả táo bị cắn một miếng, rất dễ thương. Và màu đây là màu gold 12 độ mắt, nó gọi là màu gold hết ta, đúng không? Thì đây là màu xanh, thì hai phiên bản hai màu khác nhau. Nhưng mà cái điều mà em muốn giới thiệu với dịch vụ của các bác ngày hôm nay, quý khách ngày hôm nay, đó chính là kỳ lân luxury đang chuẩn bị ra đời một cái siêu phẩm iPhone 13 đúc toàn bộ thân vỏ là vàng nguyên khối đính kim cương lên trên những cái nút bấm đây, và đính lên kim cương luôn quả táo. Đó là cái điều mà Kỳ Lân đang tung ra. Toàn bộ thân vỏ sườn máy, tất cả nút bấm, tất cả chi tiết thì sẽ được thay thế bằng vàng nguyên khối, đúc đặc nguyên khối AU750 18K sẽ ra đời. Và tổng trọng lượng của cái bộ vỏ vàng khối này từ 4 đến 5 lượng. Tức là nó sẽ có một cái trọng lượng chính xác thì Kỳ Lân sẽ công bố trên website. Còn ra cái dao động của nó từ 4 lượng mấy đến 5 lượng, đó là cái thông số mà đang làm chưa, sau khi hoàn thành xong sẽ có một cái thông số cụ thể trên website. Tất cả là vàng nguyên khối như thế này. Ví dụ như cây vơ tu này đi, cái nắp lưng này không, đó là một cây 2. Cái nắp pin này không thôi, đó là một cây 2 rồi. Cái nắp pin không thôi nha, chưa nói tới gì khác hết. Hoặc là cái cây sim này thôi, cây sim này thôi đã là 2 chỉ rồi. Đây cái cây sim, cái sim nano thay chỉ, cái sim thường thì hơn 1 chỉ. Chỉ mấy à, tất cả là vàng nguyên khối hết. Thì cây sim của Virtu cũng vậy luôn, cũng phải là vàng nguyên khối luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ so sánh sự đáng mua nhất chắc chắn để mà làm việc thì giữa iPhone và Samsung. Còn về sự đẳng cấp nhất đó chính là Virtu. Chính vì vậy mọi người, các bác, quý khách không thể nào đi so sánh giữa hai dòng sản phẩm khác biệt là iPhone với Virtu hoặc là Samsung với Virtu, mà chỉ có iPhone so sánh với Samsung mà thôi. Còn lại ở Virtu là một tầm đẳng cấp nó khác biệt hoàn toàn rồi. Ví dụ như một cái điện thoại iPhone 13 bây giờ mua mới nhất, mua trước đi, tầm năm mấy triệu đi, vài bữa đó bình ổn lại tầm ba mấy bốn chục triệu đi, thì một cái iPhone như thế này 1 tỷ mấy thì hai cái sự đó bập bên cực kỳ rồi. Nhưng mà dùng chiếc Virtu để mà thể hiện đẳng cấp, để mà phục vụ cho công việc chuyên nghe và gọi, đảm bảo bảo mật và thể hiện một sự đẳng cấp cực kỳ, đó là một tầm đẳng cao khác trên cao rồi, không đề cập đến. Đó, tất cả dịch vụ về iPhone hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để mà hỗ trợ về dịch vụ làm vàng nguyên khối đến chung cư. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chúc tất cả các bác quý khách một buổi xem clip thật nhiều niềm vui. Em sẽ API chứ quên tiếng Việt, mình sẽ chọn Việt Nam. Dài quá, dài quá. Rồi tôi chăm rồi. Chờ chờ để em giúp. Em lòng lắm rồi bắt Apple iPhone đó. Đây. Ủa không thấy gì đâu mà.
Air Việt Nam đây. Rồi xong. Em đang thiết lập IP cho nó. Không 90 1 247 247, đó cũng là bát wifi của em, bát hotline của em. Có thể vài phút để mất, để mà mất vài phút để kích hoạt iPhone. Thì nói chung là đến đây thì một cái kích hoạt một cái iPhone rất là thông thường mà tất cả quý khách chắc chắn rằng sẽ biết. Bây giờ Kỳ Lăng kính chúc tất cả quý khách xem clip thật nhiều niềm vui và thật nhiều thú vị. Nếu có thắc mắc gì thì quý khách cứ comment để lại bình luận bên dưới, Kỳ Lăng sẵn sàng luôn luôn và hỗ trợ nhanh nhất có thể. Chúc tất cả các bác thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thú vị khi xem clip của Kỳ Lăng. Xin chào tạm biệt và đừng quên subscribe kênh YouTube này cũng như like theo dõi kênh và đừng quên chia sẻ video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Số like trên nha, 0901 247 247. Xin chào.